Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cùng với GITV trong cái bản tin chứng khoán trong buổi sáng ngày 15 tháng 7 năm 2024. Chúc các bạn có một cái tuần mới tràn đầy năng lượng, và đây là một cái tuần đáo hạn phái sinh, cũng là một tuần khá là nhạy cảm với VN Index, thì chúng ta sẽ có những hành động như thế nào. Và trong cái giao diện của GITV ngày hôm nay thì sẽ có là ba chữ cái chứng khoán. Và một lần nữa cũng cùng với quý anh chị xin chúc mừng những fan hâm mộ của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro năm 2024 trong rạng sáng nay. Và trong tuần này thì chúng ta sẽ có những cái tin tức gì trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy được trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được là thông tin về thị trường chứng khoán thì theo Bộ Tài chính thì trong nửa đầu năm 2024, tổng mức huy động vốn thực tế trên thị trường chứng khoán đã ước tính đạt là 181.345 tỷ đồng. Trong đó huy động vốn của khối doanh nghiệp thông qua chào bán cổ phiếu đạt là 18.966 tỷ đồng, qua kênh trái phiếu doanh nghiệp đạt là 5.877 tỷ đồng. Số lượng tài khoản nhà đầu tư được mở đó là khoảng 8 triệu tài khoản, tăng khoảng 10,32% so với cuối năm 2023. Sự gia tăng đều đặn về số lượng tài khoản của nhà đầu tư mới tham gia thị trường cũng là dấu hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì sự hấp dẫn. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể thấy được là một số anh chị em cũng sẽ phải là mở những tài khoản mới khi mà có một sự dịch chuyển nào đó từ các cái công ty chứng khoán này qua công ty chứng khoán khác, đúng không ạ? Về diễn biến của thị trường thì chúng ta có thể thấy là tuần trước thì chúng ta được thấy đó là một cái vùng trống thông tin, và trong cái báo cáo tài chính khi nhiều doanh nghiệp cũng sẽ được công bố vào từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 7, đó mới là thời gian công bố thông tin. Thì các bạn có thể thấy đây cũng là lý do khiến cho VN-Index cũng diễn ra một cái cách ảm đạm và giao dịch thì khá thấp. Hai phiên đầu tuần thì tăng, nhưng ba phiên cuối tuần trước thì nó giảm. Thì sau khi chạm được những cái vùng đỉnh quanh cái vùng 1298 thì chỉ số đã có những sự điều chỉnh trong vòng 3 phiên, và hiện tại đang chốt tuần. Chúng ta bắt đầu tuần mới với một cái điểm số là 1280.75, và các bạn có thể thấy thì tính cả tuần thì VN Index cũng là có một cái giảm điểm của tuần trước là 2.29 điểm, đúng không ạ? Và các bạn có thể khối ngoại mua ròng vào ngày 11 tháng 7 nhưng sau đó lại bán ròng với tỷ giá là với giá trị là khoảng 761 tỷ đồng. Tay bán này các bạn, tay bán 761 tỷ đồng vào những phiên cuối tuần, và tập trung vào các mã là VHM, MWG, MN và FPT. Có một số cái thông tin khác về tin vắn ấy thì chúng ta nhìn thấy rằng là các bạn có thể thấy là ghi GEE thì có 300 triệu của cổ phiếu Electric rồi sàn Upcom từ ngày 19 tháng 7, tức là bắt đầu từ cuối tuần này các bạn. Và do đó được chấp thuận trên sàn HOSE. Hay là một cái thông tin khác liên quan đến cái nhóm C2I thì công ty cổ phần kỹ thuật hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tất toán là 1.230 tỷ đồng nợ trái phiếu sau nửa đầu năm 2024. Có một cái thông tin khác đó là PC1 được chấp thuận thủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp là 2.911 tỷ đồng do công ty. Và một cái thông tin khác liên quan đến cổ phiếu ACV đó là tổng tiền không thì sẽ rót là khoảng 1.750 tỷ đồng lên đời sân bay đã hoạt động 16 năm. Và những cái thông tin khác thì các bạn có thể thấy được là như LHG, thì đây là một cái cổ phiếu mà GITV đã chia sẻ với các bạn mua quanh cái vùng 34-35, thì cũng thông báo là ngày 18 tháng 7 chính là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 lên tới 19%, ngày thanh toán là 21 tháng 8 các bạn. Như vậy thì GITV vừa chia sẻ với các bạn về các cái thông tin về thị trường, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với VN-Index một chút xíu trước khi đi đến những cái ba chữ cái tiềm năng, ba chữ cái chứng khoán tiềm năng các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu thì các bạn nhớ cho GITV một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Ở phía bên trái màn hình thì GITV có để cái mã QR code để các bạn quét vào tham gia vào room cộng đồng.
Phía bên trên thì các bạn cũng quét mã QR code để mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SSI GID 2771 để chúng ta có cơ hội làm việc với nhau sớm hơn ở trên thị trường. Các bạn cũng sẽ nhìn thấy điều gì qua VN-Index để cùng GITV cùng phân tích với các bạn nha. Như vậy thì VN-Index trong ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là điều gì? Chúng ta hãy chú ý rằng 2 ngày đầu phiên đầu tuần thì cho dù là thị trường chứng khoán thế giới có tăng mạnh, nhưng mà liệu rằng là VN-Index của chúng ta có tăng mạnh hay không thì chúng ta phải để ý rằng là trong những khung ngắn hạn thì VN-Index cũng đã bắt đầu có dấu hiệu phá đáy. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là chúng ta cũng đang có những cái vùng hỗ trợ khá tốt quanh cái vùng 1268, 1269 trong vòng 2 phiên đầu tuần. Thì trong vòng phiên đầu tuần thì các bạn có thể thấy nếu nó mất đi những cái vùng tiếp tục quay trở lại phá đáy cái vùng 1277 thì cái nguy cơ của nó đi xuống cái vùng 1268, 1269 rất là bình thường các bạn nhá. Các bạn nhớ chú ý rằng là trong ngắn hạn thì nó đã bắt đầu có dấu hiệu phá đáy, và nếu mà nó quay trở lại đó, nó lại xuống đến 1277 và có dấu hiệu rút chân lên 1280.75. Tuy nhiên là với cái việc của thị trường, Fed thì đang về mặt vĩ mô thì Fed thì giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng với góc nhìn của GITP thì giảm lãi suất chỉ cho để cho ổn định tỷ giá thôi. Còn nhưng mà từ giờ cho đến tháng 9 thì chúng ta cũng phải có những cái giải pháp để ổn định tỷ giá trước các bạn. Đấy. Và các bạn nhớ chú ý cho mình là 2 phiên đầu tuần là những phiên khá quan trọng, bởi vì khách sạn Ichimoku Thịnh Phát vẫn đang mở ra hút giá về cái vùng là 1269, 1277. Đấy, các bạn nhớ chú ý cùng với GITP nhá. Và ở trong đô thị thì khách sạn Tuân thì cũng đang có khách sạn hút giá về cái vùng 1269, 1236. Thì các bạn nhớ chú ý rằng là nếu nó mất cái vùng 1269 có lẽ rằng là các bạn nên bán các cái cổ phiếu ra. Bởi vì vào những thời điểm này khi mất cái vùng 1269 ấy thì nó sẽ có những cái dấu hiệu đi về dưới những cái vùng là 1236, 1230, còn xa hơn nữa các bạn. Còn vào những thời điểm này thì khi mà thị trường cũng đang có những cái dấu hiệu phá đáy trong ngắn hạn thì đó là những cái tín hiệu tích cực khi nó cần phải tích lũy trở lại ở đây. Thì các bạn có thể thấy được là GITV vẫn xuyên suốt và chia sẻ với các bạn là phía trên 1.300 nó là một cái target, và các bạn có thể thấy là những cái mô hình của chúng ta cũng đang đạt được những cái vùng đỉnh đã có những cái thời điểm nó quay trở lại, và các bạn có thể nhìn thấy được những cái mô hình của nó đã quay trở lại những cái vùng đỉnh. Đầu tiên là chúng ta đã nhìn thấy đây là một cái đỉnh đúng không, 1.300 đấy. Đấy, thì các bạn quay trở lại đây là một cái đỉnh nữa, đây là 1.297 nữa. Thì các bạn thấy những cái đỉnh này nó sẽ kéo xuyên suốt và đang tạo đỉnh và đi xuống xuống dưới đây là những cái vùng trống, và GITP vẫn để những cái mặt mặt lạnh toát ở đây, cho nên là cái icon này các bạn. Và vào những thời điểm này thì tất cả những nhà đầu tư sau khi hưng phấn ở những cái vùng đỉnh thì sẽ có những sự chán nản nếu mà thị trường tiếp tục giảm điểm. Cho nên các bạn nhớ chú ý rằng là những cái vùng hỗ trợ của chúng ta ở phía dưới là 1236, 1230 chứ không phải là những cái vùng ở phía trên này đâu các bạn nhá. Cho nên vào những thời điểm này các bạn nhớ chú ý rằng là nó chỉ cần phá thế khách sạn Ichimoku Thịnh Phát ở 1269 thôi, tức là phá thế khách sạn đi xuống ấy, thì nó sẽ rơi rất là nhanh và lúc đó sẽ kích hoạt cái tâm lý bán tháo. Nên các bạn chú ý rằng hãy chờ chuẩn bị nhiều tiền để đón lọc những cái thời điểm chúng ta mua cổ phiếu các bạn. Bởi vì GITB cũng luôn luôn chia sẻ với các bạn là những cái cơ hội chúng ta đã chốt lời phía trên rồi, thì chúng ta đang có cái phần tiền thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái sự hoảng loạn bán, những người chán sẽ bán cổ phiếu đi khá rẻ thì chúng ta sẽ có cái cơ hội mua các bạn nhé. Còn về thị trường ngày hôm nay thì trong thị trường ngắn thì các bạn có thể thấy là trong một buổi sáng thì nó có thể có những cái pha phục hồi quay trở lại cái vùng là 1282, 1284, hay là trong ngày thì có thể là quay trở lại vùng 1286, 1287, nhưng sau đó thì lại có những xu hướng gọi là đi xuống quay trở lại các bạn nhé. Cho nên các bạn nhớ chú ý trong vòng 2 ngày đầu tuần các bạn nhé, nếu mất 1269 thì rất là nguy hiểm các bạn nhé. Và ở bên cạnh đó thì thị trường chứng khoán phái sinh cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu đi trước. Thì các bạn có thể thấy là thị trường chứng khoán phái sinh trong cái tuần này gọi là thứ năm thì đáo hạn phái sinh ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là sau khi mất cái vùng 1310 thì GITB cũng đã chia sẻ với các bạn những cái lệnh short ở 1310. Tuy nhiên thì có một số bạn thì có thể đặt được thì nó khớp đúng không? Có những bạn thì đặt được 1308 thì các bạn có thể thấy là nó cũng đã đi khá xa so với bình thường, và các bạn có thể thấy được là vào những thời điểm này để mà thị trường có những nhịp hồi lên 1310 thì nó lại bắt đầu lại có dấu hiệu đi xuống các bạn.
và mình cũng đã có những cái điểm chốt lời trong ngày thứ sáu ở 1310 à, 1300 à, đấy, mình chốt lời trong phiên ATC các bạn. À, mình như mình đã chia sẻ với các bạn trước đó thì ở trên thị trường chứng khoán vệ sinh thì trong cái tuần này thì các bạn nhớ chú ý rằng là VN30 F1M thì chúng ta mình cũng đã chia sẻ với các bạn các cái biến ở trong tuần, thì các bạn cũng có thể thấy được là vào những thời điểm này trong tuần này thì chúng ta cũng đang nhìn thấy rằng là thị trường cũng chưa thể giảm ngay được đâu, bởi vì có giảm đi xuống ấy thì nó cũng sẽ quay trở lại quanh cái vùng 1310 1312 đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là họ sẽ có kéo những cái vùng kéo quay trở lại để thậm chí rằng là chúng ta có những cái cơ hội vào những cái tuần sau. Cho nên khi mà chúng ta nó giảm xuống thì đó là cái cơ hội của vùng long các bạn ở quanh cái vùng là 1297 các bạn nhá, 1296 1297. Cho nên các bạn nhớ chú ý rằng nếu có thì chúng ta có cái cơ hội long lên của những nhịp hồi chứ nó chưa giảm sâu ngay các bạn nhá. Cũng giống như VN Index các bạn sẽ có những cái nhịp hồi trong biên để chúng ta tham gia. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là vào những thời điểm này thì chúng ta cũng chưa có những cái tín hiệu rõ rệt để mà thị trường. Khi mà giá TV chia sẻ với các bạn là 1297.5 thì nó đã về 1298.2 rồi. Thì nó vẫn đạt được một cái target đó là 1299.5 đúng không? Thì có những bạn nào là tham gia thì chúng ta có thể thấy là cái dòng tiền liên tục được rút ra từ phía trên. Cho nên các bạn nhớ chú ý rằng là đó là những cái động thái chốt lời các cái lệnh long rồi. Cho nên là vào những thời điểm này các bạn nào muốn mua ấy, thì các bạn muốn mua lệnh long quay trở lại á các bạn nhá, nhớ chú ý. Thì có những bạn thì đã long ở cái vùng 1300 rồi, còn nếu có những cái cú nhúng thêm ấy thì chúng ta có thể có những cái cơ hội mua thêm quanh cái vùng là 1297.6 1298 đấy các bạn đó. Mình cũng không muốn phá đáy, có thể long lên từ 1300 luôn, sau đó thì các bạn sẽ có những cái điểm short ở quanh cái vùng là 1310 1312. Đây, các bạn nhớ follow bởi vì GTV cũng sẽ livestream ở trên kênh Ichimoku Việt Nam và Ichimoku Chính Pháp để đồng hành với các bạn ở trong chứng khoán phái sinh cũng giống như để trả lời hỏi đáp trong chứng khoán cơ sở các bạn nhé. Và giờ này thì các bạn cũng có thể thấy được là chúng ta sẽ quan tâm đến cái cổ phiếu nào mà GTV cũng đang chia sẻ chờ đợi để chia sẻ với các bạn. Thì một trong những cái cổ phiếu mà GITB sẽ chia sẻ với các bạn thì trong ngày hôm nay đó chính là cái cổ phiếu như là cùng một cái cổ phiếu chứng khoán của ngân hàng công thương, cổ phiếu CTS. Thì cổ phiếu CTS thì khi mà các bạn tham gia thì GITB đang thấy rõ ràng là trong vòng khoảng 10 phiên tới thì các bạn sẽ nhớ chú ý rằng là những cái vùng từ vùng giá là 37 cho đến cái vùng giá 40 thì trung bình nó ở quanh vùng giá là 38.5 đúng không ạ? Các bạn có thể thấy là trung bình của 38.5, nếu có những vùng này các bạn có thể tham gia những cái mua gom ở cổ phiếu quanh cái vùng cổ phiếu CTS đúng không ạ? Thì các bạn cứ chia ra từng phần một, cái vùng 40 các bạn mua 30%, vùng 38.5 các bạn mua 30% và vùng 37 nếu có thì các bạn mua lại 40% đó. Thì chúng ta sẽ có một phun hàng để chờ đợi cho một cái quá trình đi lên của thị trường vào cuối bắt đầu hình thành tạo đáy trong cuối tháng 7 các bạn nhá. Cho nên là chúng ta sẽ chú ý những cái cổ phiếu như CTS này. Các bạn có trong danh mục các bạn có cổ phiếu nào nữa các bạn cũng đề nghị các bạn gửi cho danh mục GITB để GITB tiếp tục tư vấn cho các bạn, hay là những cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ chờ đợi như là những ai đang thích cổ phiếu như HPG đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn thấy điều gì, cổ phiếu HPG thì đã bắt đầu có những pha gọi là phá những cái vùng đáy trong ngắn hạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà nó giảm về cái vùng 27 27.5 thì chúng ta có cái cơ hội đấy. Hay là nhóm thép có HSG thì các bạn sẽ nhìn thấy được là khi mà nó có những sự điều chỉnh về quanh cái vùng giá là 23.5 đến 22.5, chúng ta cũng chia từng cái phần tiền 30 30 40 thì chúng ta có thể gom lại những cái cổ phiếu vào những thời điểm này các bạn nhé. Đấy, đấy là những cái cổ phiếu mà của các cái nhóm ngành mà các bạn ở dưới TV có thể chia sẻ với các bạn trong cái thời gian sắp tới. Hay là một những cái cổ phiếu của nhóm ngành bán lẻ khá tăng khá chậm nhưng mà về mặt tích lũy thì nó cũng đang ở khá tốt, thì các bạn có thể chờ đợi cổ phiếu Masan ở quanh vùng giá 72. Đấy, đấy là những cái cơ hội của chúng ta để tham gia. Các bạn có thể thấy được là hay là cổ phiếu như DGC, một trong những cái cổ phiếu phân bón ngành hóa chất, thì các bạn sẽ ngồi cả chúng ta sẽ chia sẻ với nhau quanh vùng giá 121 120 121 này. Đấy, khi mà nó quay trở lại một lần nữa
thì các bạn từ 121 cho đến 120 cho đến 122 thì chúng ta canh như vùng này và chúng ta sẽ có cái cơ hội trading trong ngắn hạn các bạn nhé. Đấy. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này rất là nhiều, và hy vọng rằng là những cái việc mà Tây bản đi khoảng 59.000 tỷ thì Tây Ban Nha vẫn vô địch được Euro. Đấy, cho nên là một lần nữa khi mà chúng ta tham gia cùng với GITV với một cái giao diện mới trong 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 những ngày đầu tuần, hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái sắc xanh sắc tím trong những phiên sắp tới, và để cho chúng ta có những cái cơ hội chúng ta đồng hành cùng với nhau trong thời gian tới thì các bạn nhớ mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SI ID 2771 các bạn nhé. Và GITV thì có tham gia cùng với các bạn ở cái mạng phái sinh, cho nên chúng ta nếu mà sử dụng mạng phái sinh thì chúng ta nên sử dụng cái app game này các bạn. Các bạn chỉ cần download cái app game stock ở trên hệ điều hành iOS hay là hệ điều hành Android chỉ với 4 triệu một hợp đồng thôi, thì thay vì ở những cái công ty chứng khoán khác thì các bạn có thể thấy được là nó sẽ phải cần phải sử dụng đến 20 đến 30 triệu một hợp đồng ký quỹ, thì chúng ta có bỏ vào 200 triệu chúng ta có sức mua là 1 tỷ đồng tại chứng khoán cơ sở cũng giống như chứng khoán phái sinh. Các bạn này chứng khoán phái sinh thì chỉ có 4 triệu một hợp đồng thôi, và các bạn nạp tiền vào các bạn sẽ được kích hoạt luôn là dưới cái ID là BR8349 của GITV, thì các bạn sẽ được luôn kích hoạt luôn cái sức mua, tăng sức mua margin 28, và danh mục cho vay thì lên đến tới cơ sở thì chứng khoán cơ sở thì gần 1.500 mã, cho nên các bạn yên tâm rằng các bạn sẽ có cơ hội lướt sóng khi mà thị trường trong những xu hướng uptrend. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video này rất nhiều, và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau sớm ở trên thị trường và được đồng hành cùng với nhau trong thời gian sắp tới tại công ty chứng khoán Redeye thì ID 2771 hay là tại app game app tài chính game để mang lại cho các bạn những cái sức mua chung tài khoản chung sức mua dưới cái ID là BR8349 các bạn nhé. Một lần nữa xin gửi lời chào và xin chúc các bạn đang xem video có một cái tuần giao dịch thành công và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.